Chà, đẹp chưa? Đang ngồi đấy. Hả? Đang cửa. Gần gì hả? Rối, gần rồi rối. Còn làm gì nữa? Còn làm gì nữa? Đẹp cái gì nè. Nga giờ ăn tóm ạ. Tóm đang làm gì nữa? Ổn mãi một. Thôi ông mở TV ra là thầy tóm. Ổn mãi một. Tóm làm gì cụ tế? Bố. Nhắn hơn mẹ rồi. Có làm giỏi ấy. Tóm làm ngay được mình nha. Tóm làm mẹ trả cho con ngay mình nha. Ai chụp ngang ấy? Dừng giúp tôi hả? Làm gì hả? Làm nhanh lên. Làm nhanh lên. Làm nhanh lên. Nói ông là làm nhanh lên. Nhanh lên mà đi con phim. Bỏ làm đi thiền nè. Hai bỏ luôn. Mần xuống, đá xuống luôn, rửa lại chỗ. Ui, nhỏ la việc lớn nè. Cái này ai bỏ. Đây xuống hết luôn, đây xuống nhau, hết chai luôn. Được, xuống nữa, xuống nữa. Cứ bỏ nó chứa xuống đấy. Ok, được, lại hát tưng bồ một. Tưng bồ một á. Lại tưng bồ một. Lại một bỏ thôi. Một bỏ thôi. Không, cái này bỏ chứa dưỡng thôi. Một. Đó, đó, dục xuống hết đấy đó. Đã mạnh chưa? Ừ. Mạnh hết. Được. 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 Nhắm lên. Xong rồi. Nghe xong rồi tóm này. Tóm làm việc cho ai đấy? Rồi không? Mình chơi cho ai đấy? Không. Mình chơi cho ai đấy? Rồi nhộng tiếp đi. Rồi làm đi. Nhúng mạnh xuống. Nhắn lên. Được. Nhúng mạnh xuống, đừng nói chuyện hết á. Bọn con đang giúp bà ngoài dịnh tre. Anh làm nhãn không? Nấu mì ơi. Anh cho làm chẳng ra rồi. Nấu, nấu là ông làm chẳng cỡ. Dùng xuống hết luôn. Để ăn. Đôi. Để ăn gì trước. Để ăn gì trước. Làm chẳng được mới làm kịp đó. Bọn con mày tôi rồi. Mười thôi. Con mày thôi đấy à. Mười. Ôi, tóm dụng hẹn đến đây đây. Nó kịp rồi. Tôi đi xếp đẹp nè. Tóm tóm đang giúp bà ngoài diện cho. Có tóm chứ. Đi dây quân khỏe rồi. Có đi đó. Thiếu hết. Ba ngoài tóm bạn hàng nắng cạp tài trợ tương an. Thanh Huế.
tối về bà ngoại đang bỏ tre, tóm tóm giúp bà ngoại dính tre. Tóm nhắn chưa? Tóm nhắn. Tóm nhắn. Tóm nhắn. Thằng cô ấy ủng hộ cho bà ngoại của tóm. Là bà liếc bà tre bà tre chứ nha. Tóm tóm một tí. Thầy bà ngoài vất vả quá, tóm tóm làm giúp bà ngoài. Mẹ, con được cái đó là ha, đang mang đi rồi để đúng. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Hả?